Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự đặc biệt về buổi tiệc kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên ngày thành lập bản tin Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý khán giả của đài truyền hình SBTN, chúng tôi đang ở Kina Shriner, Arlington Fairfax, bang Virginia để tường trình cùng quý vị ngày kỷ niệm 10 năm SBTN Washington DC và 5 năm bản tin Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý vị, được biết SBTN Hoa Thịnh Đốn đã hoạt động được 10 năm và bản tin Hoa Thịnh Đốn chuyên trách nửa giờ tin tức mỗi ngày đã được 5 năm. Đặc biệt, SBTN Hoa Thịnh Đốn đã mở các lớp huấn luyện sử dụng iPhone thu hình làm bản tin nhanh. Hiện nay, SBTN đào tạo rất nhiều thiện nguyện viên tại các bang North Carolina, South Carolina, Tennessee, Louisville thuộc Kentucky, Arkansas, Pennsylvania, Boston, Bắc Nam, California, Ohio, Florida, Canada, Úc Châu, Âu Châu và các hội đoàn khắp nơi. Các thiện nguyện viên đem hết công sức, thời giờ và tiền bạc phục vụ cộng đồng dân tộc theo tinh thần hướng đạo. Mong ước cao cả của mọi người là đem tin tức trung thực đến đồng hương và các đồng bào trong nước. Anh Võ Thành Nhân, Giám đốc SBTN Hoa Thịnh Đốn cho biết. Trước hết cũng xin được cảm ơn quý anh chị đến từ North Carolina, đến từ thành phố Charlotte, đến từ một cái thành phố mà anh em chúng tôi đến đó rất là nhiều lần. Và hôm nay là anh em chúng tôi rất là vui được hợp tác với một cái cộng đồng, được hợp tác với những người rất là trân quý cộng đồng. Do đó nên chúng ta thấy được rõ ràng cái khuynh hướng của SBTN ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn là gì. Nếu mà 5 năm tới thì chúng ta sẽ có nhiều thành phố giống như là ở North Carolina, giống như nhiều thành phố giống như là ở South Carolina, giống những thành phố như vậy để mà cộng đồng của chúng ta có thể phát triển được chuyên đề truyền thông. Có nghĩa là bản tin Hoa Thịnh Đốn sẽ phối hợp với lại SBTN ở tại headquarter làm thế nào đó để có nhiều khóa huấn luyện, có nhiều cái vấn đề training và làm thế nào đó để thấy rằng vấn đề làm truyền thông không khó. Vấn đề làm truyền thông chỉ cần có một cái passion, có nghĩa là cần có một cái sự đam mê, và vấn đề làm truyền thông là của những người có một cái ý thức rất rõ ràng về một cái thể chế chính trị, đeo đuổi một cái lý tưởng tự do. Do đó nên chúng tôi nghĩ rằng là trong 5 năm tới có thể bản tin Hoa Thịnh Đốn sẽ ở một cái giai đoạn hoàn bị hơn, hoàn chỉnh hơn trong vấn đề nhân sự và vấn đề liên kết để tất cả những thành phố ở tại Hoa Kỳ cũng giống như tất cả các thành phố khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là hai Úc, là Úc Châu và là Âu Châu. Thưa anh, trong cái cách điều hành của anh thì thấy rằng anh có một cái tinh thần hướng đạo ở trong đó. Tại sao anh lại chọn một cái phương hướng lãnh đạo theo tinh thần hướng đạo như vậy, thưa anh? Phương pháp giáo dục của hướng đạo là chúng ta dùng một cái phương pháp giáo dục cho trẻ em để mà huấn luyện các em trở thành những người hữu ích trong xã hội và có lý tưởng giúp ích những người xung quanh của mình. Do đó nên trong luật và lời hứa của hướng đạo rất là rõ ràng. Họ làm những cái công việc bình thường, làm thế nào để mà thực hiện được cái lời hứa của họ đối với lại tổ quốc, đối với quốc gia của họ và đối với đời sống tín ngưỡng tâm linh của họ. Và họ có những cái kỹ năng mà họ có thể giúp ích được mọi người trong lúc nào cũng được. Và cuối cùng thì họ có được những cái điều răn mà rất là tốt đẹp. Do đó nên trong phương pháp giáo dục như vậy nó đào tạo những con người. Và anh em chúng tôi ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn đa số là những người trong đại gia đình hướng đạo Việt Nam, là những người mà được trưởng thành trong một cái môi trường giáo dục như vậy. Do đó nên anh em chúng tôi dùng cái phương pháp rất là đơn giản, là chúng ta dùng những cái phương pháp ở trong hướng đạo là patrol system, có nghĩa là hàng đội tự trị. Do đó nên khi mà chúng ta giao việc cho những người nào làm á, thì chúng ta chỉ trông cậy vào những cái người mà đứng chịu trách nhiệm theo cái chain of command, có nghĩa là theo những cái phương pháp hàng đội như vậy đó, thì chúng ta ít có bị dậm chân và chúng ta delegate, chúng ta giao cái nhiệm vụ và chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin. Và khi mà người hướng đạo hứa là họ làm, họ sẽ làm, và họ hứa là họ làm công việc một thật là đàng hoàng. Do đó nên anh em chúng tôi sống như vậy và quây quần trong một cái tinh thần hợp nhất và không hề có vụ lợi, và đó là tinh thần của người hướng đạo. Chúng tôi được hân hạnh gặp gỡ nhà báo Phạm Trần. Được biết ông là một trong những người phối hợp với SBTN và bản tin Hoa Thịnh Đốn để thực hiện những bản tin cập nhật về tình hình Việt Nam, những nhận định để thực hiện bản tin thời cuộc trong tuần và những vấn đề Việt Nam. Tiệc mừng kỷ niệm 10 năm SBTN có sự hiện diện đông đảo của SBTN Trung ương, nhạc sĩ Việt Dũng, Trúc Hồ, sướng ngôn viên Diệu Quyên, Kim Nhung và các
ca sĩ Asian của chương trình Một Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói và đông đảo đồng hương trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Còn có sự hiện diện của cộng đồng Việt Nam và các hội đoàn. Giới chức Hoa Kỳ có sự hiện diện của đại diện thống đốc tiểu bang và ông thượng nghị sĩ Richard Daniel Virginia, các vị lãnh đạo tinh thần. Trong không khí hân hoan và nhiệt tình của ban nhạc và mọi người trong ban tổ chức, các ca sĩ, chúng tôi nhận thấy hội trường đông đảo và sống động náo nhiệt chưa từng thấy. Họ tới đây để chia vui và góp tay với SBTN Hoa Thịnh Đốn để làm cho mọi thông tin trung thực, có thể biến đổi Việt Nam thành một nước tự do dân chủ. Chúng tôi cũng xin mừng cho SBTN Hoa Thịnh Đốn đạt được những mục tiêu đã đề ra. Tôi là Trần Hưởng, tường trình từ Fairfax, Virginia. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.